Thưa quý vị, trong khi chưa có những biện pháp thực sự hiệu quả để phòng chống bạo lực gia đình, thì nhiều ý kiến cho rằng đề xuất bổ sung quy định về biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng tại Điều 33 Dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi có thể coi là biện pháp mạnh mẽ, có tính răn đe và giáo dục cao trong phòng chống bạo lực gia đình. Theo cơ quan thẩm tra, đây là một bước đột phá của dự thảo luật. Bước đầu lấy ý kiến đã nhận được sự ủng hộ nhiều của lãnh đạo cũng như người dân ở đơn vị cấp xã. Cách thiết kế của chúng tôi thì thiết kế theo hướng là đây là một cái biện pháp mà tại cộng đồng, nó mang tính chất tự quản tại cộng đồng nhiều hơn và nó rất khác với các cái lao động ở trong cái luật về pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án hình sự, và nó có mâu thuẫn, nó có vi phạm các cái quy định của điều ước quốc tế không. Thì trong báo cáo tiếp thu thì chúng tôi cũng đã trình bày là ngay cả những cái biện pháp mạnh hơn ở trong các cái luật khác mà chúng tôi đã viện dẫn thì cũng không bị coi là lao động cưỡng bức, và biện pháp ở đây thì nó nhẹ hơn rất nhiều và nó mang tính xã hội, mang tính cộng đồng, mà pháp luật là vị nhân sinh. Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là vấn đề mới, do đó cần phải nghiên cứu đánh giá kỹ hơn tác động ở các khía cạnh, bao gồm để đảm bảo quy định này tương thích với các điều ước quốc tế, cần phải có quy định về các trường hợp loại trừ và nhất là đảm bảo tính khả thi. Chỗ này phải đảm bảo cái tính tổ chức thực hiện, tính khả thi. Thế rồi lại một ông đi làm này, hai ông đi trông, thì lấy đâu người mà đi trông? Thì nên chăng nếu mà có thì như là một biện pháp bổ sung khi thấy cần thiết thôi. Ví dụ như đang có cái đợt lao động tình nguyện gì ở dưới thì tham gia thế thôi. Thì thành ra một cái chế tài mà nó như là tòa tuyên thôi mà. Thì tôi thấy là thực hiện cũng khó lắm chứ. Xã lúc nào cũng có cái việc công ích đâu. Vì nó là chính sách mới cho nên là để nghiên cứu kỹ. Tiếp thu các ý kiến, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết sẽ đánh giá lại tác động chính sách mới này, đồng thời loại trừ những trường hợp có thể được miễn trừ, áp dụng biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng.